Tôi là Bel Kelo, đầu bếp đến từ Sao Paulo ở Brazil. Hãy tham gia cùng tôi khám phá hương vị của đất nước Brazil. Rất ít người Brazil, đặc biệt là những người sống ở một thành phố lớn như tôi, có cơ hội khám phá rừng Amazon. Người dân ở đây có những bí mật ẩm thực của riêng họ, và tôi đã luôn mơ ước được gặp họ. Tôi lên thuyền ở Boa Vista, thủ phủ của Roraima. Phần duy nhất của Brazil nằm ở phía bắc xích đạo. Tôi đi ngược dòng Rio Branco, một nhánh sông của Amazon. Ông là người Amazon, gia đình ông sống ở đây à? Không phải, tất cả gia đình tôi, chỉ có vợ, con trai và con dâu của tôi. Họ có đánh cá không? Có. Vợ của ông cũng ở đây à? Chắc chắn rồi. Tuyệt vời. Tôi thích ngắm cảnh rừng từ Rio Branco, nó trông như không thể xuyên thủng, giống như một bức tường xanh tuyệt vời. Người dân quanh đây bắt được nhiều loại cá từ sông, họ sẽ dạy tôi cách chuẩn bị món cá mamuri và cá mè. Tôi đến từ một làng chài. Các cư dân luôn kiếm sống bằng nghề đánh cá suốt nhiều thế hệ. Nó gần như là một cảng biển. Tôi đã sắp xếp để gặp Neto. Anh ấy là ngư dân suốt đời. Gia đình anh biết tất cả mọi thứ về cá sông và tất cả các cách chế biến chúng. Anh Neto. Vâng, chào chị. Chào anh khỏe không? Vậy chúng ta đi bắt cá không? Chắc chắn rồi, tôi đưa vợ đi cùng. Chào chị. Chị khỏe không? Tôi khỏe. Tôi là Bel, hân hạnh được gặp chị. Tôi là Christian. Chúng ta sẵn sàng chưa? Đi nào. Tôi may mắn, Neto đã đồng ý đưa lưới của anh ấy cho tôi. Tôi hy vọng Chris, vợ anh, sẽ cho tôi xem công thức nấu ăn của cô ấy. Con trai 8 tuổi của họ, Herbert, cũng đang đến. Ở đây mọi người sống trong sự cộng sinh với dòng sông, người lớn và trẻ em. Anh ấy đi máy chèo đó vì anh ấy muốn dùng chiếc lớn nhất. Herbert cũng thích ra sông. Anh ấy muốn cái lớn nhất. Anh chị thích đi đánh cá cùng nhau? Vâng, tôi thích câu cá cùng gia đình. Chúng tôi xuất phát từ lúc 5 hoặc 5 giờ 30 sáng và đi rất xa theo hướng này. Anh chị bắt được bao nhiêu con trong một ngày? Cũng tùy. Vào ngày đẹp trời có thể 50 đến 100 kg. Trong một ngày ư? Vâng. Kéo đi. Có những viên đá gắn cố định vào lưới để nó chìm xuống đáy. Chị thích đánh cá ư? Tôi thích. Việc đó rất vui. Nhưng Neto không thích tôi đi làm nhiều. Anh ấy thích tôi ở nhà hơn. Neto, tại sao anh không thích điều đó? Gì cơ? Chris đi cùng anh. Việc đó khó với phụ nữ. Bắt cá ư? Vâng, bắt cá. Anh ấy thích tôi mang cà phê và thức ăn đến. Vậy đấy. Anh đã học cách bắt cá như thế nào, Neto? Bố tôi đã dạy tôi. Ông ấy thường đánh cá. Đó là cách mà ông nuôi chúng tôi. Bây giờ ông ấy nghỉ ở nhà. Anh thích ăn món cá như thế nào? Gì cơ? Nướng ư? Tôi thích chiên. Chiên hoặc nướng. Tôi thích món cá hầm. Vậy ư? Vâng, tôi thích như vậy. Được. Còn cháu Herbert? Cháu thích ăn món cá như thế nào? Cô ấy đang nói chuyện với con đấy. Cháu thích món cá như thế nào? Trả lời cô ấy đi. Trước khi tiến vào rừng sâu, họ cần đến một nơi. Với một trong hai công thức nấu ăn của mình, Christian cần một thành phần khác, bột sắn. Sắn là lương thực chính cho người dân ở miền Bắc. Ngày nay nó phổ biến trên khắp Brazil. Họ đi qua một cánh đồng trồng sắn. Những chiếc lá khỏe mạnh và thân cây chắc chắn, chúng đã sẵn sàng cho thu hoạch. Một vụ mùa tốt, thông thường củ sắn được sử dụng để làm bột. Đầu tiên nó phải được bóc vỏ, xay, ép và dây.
Sấy khô và rang là giai đoạn khó khăn nhất, đòi hỏi nhiều kinh nghiệm. Điều quan trọng nhất là phải biết khi nào bột đựng rang chín. Chào anh. Hân hạnh được gặp chị. Trông thật tuyệt vời. Anh bắt đầu chế biến bột vào thời gian nào? Từ sáng sớm. Chúng tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng và đến thẳng đây. Chúng ta có thể lấy một ít làm món ăn không? Món cá ư? Tôi suýt làm đổ nó. Tôi đã sẵn sàng. Đẹp và vàng ruộng. Đẹp đấy. Nó khô vừa tới, có màu vàng đẹp. Chúng tôi sẽ lấy nó. Chị có muốn thử không? Tôi rất thích. Và xem nó thế nào. Bạn cần một cánh tay vững chắc, thao tác đúng cách. Tôi sẽ thử. Nhưng tôi không đảm bảo đâu. Hãy thử cái nào, nó sẽ dễ hơn. Ồ, cảm ơn. Vậy là Francisco đã gây cho tôi khó khăn. Nào, chị đang học cách xử lý bột mì. Chúng ta sẽ thấy. Thực sự giống như người Mỹ bản địa vẫn làm. Họ ép và sấy bột theo cách này. Vâng. Làm trong nhiều giờ. Công việc thật vất vả. Vâng, đôi khi chúng tôi làm việc đến tận đêm. Bạn không thể dừng lại cho đến khi xong việc. Chúng tôi sẽ nấu ăn ngoài trời bên cạnh khu rừng trước khi quay trở lại dòng sông. Neto đã để lại một chậu cá, vì vậy chúng tôi có thể làm hai món: cá mẻ hầm và mamuri nướng. Chúng ta sẽ chuẩn bị cá mamuri. Đúng. Bỏ vây như thế này. Được. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cắt lát. Như thế này. Được. Từ đầu đến đuôi. Như thế này. Thấy không? Không phải theo hướng này. Chắc chắn rồi. Theo cách này. Chị thấy chưa? Chris đang hầm cá mè. Nhưng đối với cá mamuri, chúng ta cần nhồi bột sắn, trộn với rau thái nhỏ. Cho thêm sắn ư? Đúng rồi. Trông ngon quá. Chúng tôi nhồi cá bằng tay, trộn đều các thành phần với mỡ. Hỗn hợp liên kết các thành phần. Chris, anh nghe tôi có nấu món ăn không? Có, anh ấy là một đầu bếp tuyệt vời. Có thật không? Anh ấy là một đầu bếp thực thụ. Đối với cá mè, chúng tôi nấu các loại rau thái nhỏ để làm nước dùng. Thêm một ít hạt tiêu. Bây giờ thêm một chút nước. Cho nước sốt phải không? Cho nước sốt. Và nó sẽ sẵn sàng sau 20 phút. Xuất sắc. Nazare có ăn trưa cùng chúng ta không? Có. Bây giờ chúng ta đặt cá lên vỉ nướng. Vâng. Vâng. Tuyệt quá. Kiểm tra xem có đủ muối không. Hương vị hoàn hảo. Tôi sẽ lật cá mamuri. Còn nước cốt dừa. Chúng ta thêm nó sau. À, nó đã được nướng kỹ rồi. Như thế được chưa? Đó thực sự là bí quyết. Ta để da cá phồng lên để ngăn thịt bị cháy. Phải rồi, bí quyết. Vâng. Và khi ăn nó, ta loại bỏ ra. Và ăn thịt cá không bị cháy và cho thêm vào. Rau mùi. Vâng, rau mùi. Trông đẹp đấy. Tôi sẽ bắt nó ra và thêm nước cốt dừa. Tôi có thể làm được không? Chắc chắn rồi, không phải tất cả. Được, chỉ một chút, được rồi. Được rồi. Chris, này. Ồ, chị ở đây. Món ăn đã sẵn sàng chưa? Đã sẵn sàng, chị vừa đúng giờ. Ăn thôi. Và bột mì của chị ở đây. Tôi vui mừng khi Nazare chia sẻ bữa ăn này với chúng tôi. Bột sắn của cô ấy thực sự tuyệt vời. Nazare, chị cũng có con chứ? Mấy cháu? Tôi có 4 cháu. 4 ư? Không thêm nữa à?
Từ một cuộc hôn nhân khác ư? Hãy thử món cá nướng. Nhìn này, nó không bị cháy. Trông thật ngon. Món này có ổn không? Vâng, cảm ơn. Nó ngon, kết cấu hoàn hảo. Tôi thích nó thấm dầu như thế này. Ngon thật. Tôi thích như thế này. Tôi cũng vậy. Nó làm ta chảy nước miếng. Bây giờ tôi rất muốn gặp người Mỹ bản địa và tìm hiểu về việc nấu ăn của họ. Lãnh thổ của họ cách làng Neto 2 giờ bay. Cách duy nhất để đến đó là bằng máy bay. Tôi đã được phép bay nhờ tổ chức bảo vệ thổ dân châu Mỹ. Hướng dẫn viên Nicholas đi cùng với tôi. Anh ấy sẽ giúp tôi làm quen với Yanomami. Không có phi công phụ hôm nay. Đi nào. Tôi bay đến trung tâm của khu rừng. Tôi không biết những gì chờ đợi tôi ở đó. Một cuộc hành trình đến với những điều bất ngờ. Tôi thực sự mong muốn được nhìn thấy khu rừng sâu và gặp gỡ thổ dân châu Mỹ Yanomami. Tổ chức Funai đã dọn một đường băng cho máy bay hạ cánh ở giữa rừng. Họ cũng đã cung cấp cho thổ dân châu Mỹ một trạm xá và thiết bị liên lạc. Khoảng 30.000 người Yanomami sống trên một vùng rộng hơn 100.000 km2. Họ định cư theo nhóm cộng đồng khoảng 50 người. Tổ chức Funai chỉ cho phép các vị khách đến đây khi người Yanomami đã mời họ. Luật pháp bảo vệ thổ dân châu Mỹ ngăn chặn du khách tò mò xâm nhập vào lãnh thổ của họ. Mỗi cộng đồng Yanomami sống trong một ngôi nhà chung, một maloca. Maloca to lớn, ngôi nhà của họ là nơi dành cho đại gia đình. Mẹ anh ư? Tên bà là gì? Các vị khách được chào đón bởi những người cao tuổi. Họ là những người capitami, những người lãnh đạo. Vai trò của họ là hướng dẫn cộng đồng và đảm bảo mọi người sống hòa thuận với nhau. Đây là maloca của tôi. Nó được gọi là Maamapi. Tôi vẽ lên người mình để cho thấy tôi hạnh phúc như thế nào. Tôi rất vui khi các bạn đến đây với cộng đồng của chúng tôi. Và tên của ông là Adema. Chủ nhà biết tôi quan tâm đến ẩm thực của họ. Ngay lập tức, họ cho tôi xem thực phẩm trong ngày, một con vẹt đuôi dài. Tôi có thể ngồi bên cạnh không? Tôi phải nhổ lông vẹt ư? Vâng, hãy kéo. Tôi có thể không? Tôi hiểu rồi. Như thế này. Chắc chắn rồi. Anh săn con vẹt này như thế nào? Bắn tên ư? Vâng, bắn mũi tên. Có nhiều động vật trong rừng, khỉ và lợn. Lợn hoang. Vâng, và con tatu. Người Yanomami săn bắt, đánh cá và khai hoang lấy đất trồng trọt. Hôm nay những người phụ nữ mời các vị khách đến thăm đồn điền sắn của họ. Bây giờ chúng tôi sẽ thu hoạch sắn. Họ trồng nhiều loại sắn ở đây. Trong vườn rau, bạn cũng tìm thấy ngô, khoai lang, chuối. Trên thực tế, có hơn 60 loại cây ăn được và cả làm thuốc. Sau 30 phút đi bộ, cuối cùng họ cũng đến được đồn điền sắn. Tôi ngạc nhiên khi thấy phụ nữ tổ chức và chia sẻ tất cả các công việc một cách hiệu quả như thế nào. Họ thu hoạch sắn và bỏ vào giỏ để mang về nhà. Họ sẽ sử dụng nó để làm bột và bánh kếp. Chị muốn tôi mang nó à? Ôi chúa ơi! Đi thế này à? Thần linh của khu rừng mang đến cho người Yanomami những thực vật và động vật họ cần. Người Mỹ bản địa bảo vệ rừng và chỉ lấy những gì họ cần. Người Yanomami sử dụng phương pháp của tổ tiên để gọt vỏ và sau đó nghiền củ sắn.
Tôi sẽ thử làm, nhưng tôi không thành thạo như họ. Đó là con gái của anh chị à? Vâng. Tôi có thể bế cháu không? Được. Bữa ăn phản ánh sự đoàn kết của bộ lạc và mối liên kết với rừng. Thịt và bánh sắn tượng trưng cho thiên nhiên hào phóng và nỗ lực của con người. Thịt khỉ có sai không? Không. Nó mềm ư? Vâng, rất mềm. Ngon lắm. Thịt khỉ có vị đậm đà, giống như các loại thịt. Hương vị thực sự mạnh. Bóng đá ư? Cảm ơn. Hẹn gặp bạn ngày mai. Bộ lạc lân cận sẽ sớm đến Maloka, chuyến thăm theo một nghi thức nghiêm ngặt. Đầu tiên, nước ép acai phải được đem ra mời khách. Acai là loại quả mọng nhỏ mọc trên cây. Trên khắp Brazil và bây giờ trên toàn thế giới, nó được biết đến với chất lượng dinh dưỡng và chất chống oxy hóa. Nó được sử dụng để làm một thức uống không cồn, được chuẩn bị với số lượng lớn cho khách. Sắn nghiền được rút nước một cách hoàn hảo khi nó được lấy ra từ chipichi, một dụng cụ ép làm bằng rơm. Bây giờ chỉ còn một việc phải làm. Người Yanomami phải làm beiju, bánh kếp nướng. Tôi thích nó. Thật tuyệt vời. Nói nó ngon như thế nào? Tohiti. Tohiti. Những chiếc bánh dày hơn những chiếc tôi làm. Tôi làm chúng mỏng hơn, nhưng chúng rất ngon. Các vị khách cuối cùng cũng đến. Họ dừng lại cách Maloka vài trăm mét. Cuối cùng, trưởng đoàn đi lên để thông báo rằng họ đã đến. Ở Maloka, mọi người đã sẵn sàng chào đón bộ lạc láng giềng. Tôi thích cảm giác kết nối tinh thần với họ. Trưởng đoàn đi trước các thành viên khác. Người Yanomami có thể làm trưởng đoàn bất kể tuổi tác hay giới tính. Giống một cái nồi lớn. Anh ấy sẽ mang thức ăn này cho khách. Họ sẽ chỉ đến khi được mời ăn. Trong cộng đồng người Yanomami, bữa ăn dành cho các vị khách được phục vụ trên khoảng đất trống dành riêng cho mục đích này. Thực đơn hôm nay bao gồm thịt vẹt đuôi dài, bánh kết, thịt khỉ và cá sông. Sau khi đã ăn no và nghỉ ngơi, các vị khách sẵn sàng biểu diễn cho chủ nhà xem.
Hai người phụ nữ lớn tuổi nhất được chào đón đầu tiên. Trước khi những người còn lại của bộ lạc có thể vào, họ phải đánh dấu một vòng tròn lớn khi họ nhảy trong maloca. Một vị khách khác đã đến. Mưa là một phần trong cuộc sống của người Yanomami. Đây là một vấn đề đối với người dân sống trong rừng. Bây giờ tất cả họ đang chờ đợi tín hiệu để uống nước ép Akai. Pháp sư làm trước, ra hiệu cho lễ hội bắt đầu. Đó là nước ép Akai tinh khiết nhất mà tôi từng nếm thử. Bữa tiệc sẽ tiếp tục cho đến khi màn đêm buông xuống. Đó là một vinh dự to lớn khi được mời tham gia. Ngay cả khi tôi không bao giờ gặp lại những người bạn mới của mình, tôi cũng sẽ không bao giờ quên những bữa ăn cùng với họ. Chúng nhắc nhở tôi rằng Brazil luôn được thiên nhiên ưu đãi.